cách điều trị bệnh ORT ở trên gà. Xin chào, tôi là Phạm Xuân Trịnh, chuyên gia chẩn đoán kê đơn bốc thuốc, 14 năm kinh nghiệm. Có rất là nhiều trang trại chăn nuôi gà ở khu vực Sông Lô Vĩnh Phúc hỏi tôi rằng là làm thế nào để có thể điều trị thành công bệnh ORT ở trên gà. Thì như các bạn đã biết là bệnh ORT trên gà là một trong những mầm bệnh cực kỳ nguy hiểm. Nó khiến cho con gà của chúng ta nó chết ngửa bụng và nó rướn cổ nên nó đớp khí. Ngoài ra khi chúng ta mổ khám thì cái triệu chứng bệnh tích của con gà ấy là nó bị kén ở ngã ba khí quản, nó khiến cho nó không thở được và nó rất dễ bị đột tử. Vậy thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái phác đồ để các bạn có thể điều trị thành công bệnh ORT ở trên gà. Các bạn làm cho tôi như sau này. Đầu tiên các bạn nhìn thấy ở bên phía bên tay phải Xuân Trịnh đây là đường nguyên tử đúng không ạ? Bên phải Xuân Trịnh đây là đường nguyên tử. Các bạn mang cho tôi cái chai Sephona còng này. Các bạn pha chung với là cái chai đường nguyên tử. Sau đó thì các bạn cho con gà, tiêm cho con gà nhé, một mũi duy nhất thôi nó sẽ dừng bị ORT ngay lập tức. Thì đây là một trong những phác đồ cực kỳ mạnh. Sau khi các bạn tiêm xong cái Sephona còng kết hợp với đường nguyên tử xong thì các bạn có thể cho uống một số loại thuốc, ví dụ như là đặc trị hô hấp phức hợp này, ví dụ như là đặc trị viêm phổi, nó đều có hiệu quả hết trong bệnh ORT trên gà nhá. Vậy thì nếu mà các bạn đang ở khu vực Sông Lô Vĩnh Phúc ấy, mà các bạn muốn mua sản phẩm dịch vụ của bên công ty thuốc túi Supervet, các bạn muốn có cái phác đồ tiêu chuẩn hiệu quả nhất của Phạm Xuân Trịnh thì các bạn có thể đến với trung tâm thuốc y Kiên Vân thì các bạn có thể sở hữu những sản phẩm vô cùng tuyệt vời này. Và Phạm Xuân Trịnh biết ơn các bạn rất là nhiều vì các bạn đã xem video clip của tôi, và kính chúc anh chị em mạnh khỏe và hẹn gặp lại anh chị em trong video clip sau. Xin chào, hẹn gặp lại.